Hôm nay mình ở Phú Quốc Villa. Chúc mừng năm mới Phú Quốc Villa. Reception, rồi có tour, rồi sắp xếp đi tour ở đây nếu muốn. Đây có mấy cái bàn ăn, có cái hồ bơi chính giữa. Ở đây có 19 phòng. Trời, nghe mấy người nói quá tốt luôn đó. Mình có hai cửa đi vô cái phòng của mình, 120. Với lại số mấy đây, 119. Hai cái nó thông với nhau. Rồi bên đây có một cái giường lớn, king size ha, hai cái ghế. Phòng này thì có cái tủ safe nằm ở dưới, có mấy cái áo khoác, rồi có nước này kia, có tủ lạnh ở phía dưới. Có phòng vệ sinh ở đây. Có kiến để che lại, cũng tốt. Rồi, thấy khang trang. Hy vọng tất cả mọi chuyện tốt, có kiến che lại vậy thì khô ráo ở bên ngoài. Đây cũng có tivi, có cái cửa thông qua. Phòng bên đây có sếp lớn ngồi. Đó. Hello. Cũng có cái giường lớn. Rồi, vậy chắc giống bên kia cũng tivi, có ghế, có cái chỗ nước. Rồi có cái tủ lạnh, có cái safe nằm ở dưới. Phòng vệ sinh bên đây thì có cái bồn tắm. Đó. Bồn tắm bên đây thì cũng có kiến luôn, nên cũng tốt lắm. Gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye!